Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Theo thông tin từ Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, trong các ngày 12 và 14 tháng 6 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 42 do chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Tài chính và một số tổ chức cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác quản lý nhà nước và tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách về phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trong đó có các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn An Đông trong quản lý nhà nước về ngân sách có liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước và thiệt hại cho nhà đầu tư trái phiếu, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, kinh doanh và trật tự an toàn xã hội, gây dư luận xấu, bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Trách nhiệm chính đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 và các ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Võ Thành Hưng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, các nguyên ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Bùi Quang Hải, Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Vũ Thị Mai và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy, Cơ quan Tổng cục Hải quan, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục Kế hoạch Tài chính, nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Vụ Tài chính, Hành chính Sự nghiệp, Chi bộ Vụ Ngân sách Nhà nước các nhiệm kỳ 2015-2017, 2017 đến năm 2020, 2020 đến 2022. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng kỷ luật cảnh cáo các ông Huỳnh Quang Hải, Phạm Văn Trường, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Nguyễn Trường Giang, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Hành chính Sự nghiệp, Nguyễn Dương Thái, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Phạm Văn Việt, nguyên Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Tài vụ Quản trị Tổng cục Hải quan Bộ Tài chính. Ủy ban Kiểm tra Trung ương khiển trách Chi bộ Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính các nhiệm kỳ 2017 đến 2020, 2020 đến 2022 và các ông bà Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Vũ Thị Mai, Võ Thành Hưng, Phan Thị Thu Hiền, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Lê Ngọc Khoa, nguyên Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính, Bộ Tài chính. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Đinh Tiến Dũng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính lãnh đạo chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra, phối hợp xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân có vi phạm theo thẩm quyền. Báo VTC News thông tin, ngày 27 tháng 1, Bộ Chính trị và Ban Bí thư họp để xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc. Tập thể đảng này cũng thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục. Theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những vi phạm trên gây nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản nhà nước, của nhà đầu tư, người tiêu dùng, lãng phí nguồn lực xã hội. Các vi phạm cũng dẫn đến việc để xảy ra các vụ án hình sự tại Bộ Công Thương, nhiều cán bộ vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự, kỷ luật đảng, hành chính. Ngoài ra, việc này còn gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng xác định Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, không thực hiện chỉ đạo, quyết định của cấp có thẩm quyền.
Theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tập thể đảng này đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm. Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc vi phạm quy định của Bộ Chính trị. Ban hành nghị quyết của Ban Cán sự Đảng vi phạm quy chế làm việc. Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện không nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng để xảy ra vụ án hình sự tại Bộ. Nhiều cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật, trong đó có thành viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng bị khởi tố bắt tạm giam. Về trách nhiệm của những cá nhân có liên quan, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định nguyên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khi giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Ông Mai Tiến Dũng khi giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng có những vi phạm tương tự nguyên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng theo nhận định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Về phía nhân sự liên quan Bộ Công Thương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định ông Hoàng Quốc Vượng khi giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Công Thương đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm này gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền và tài sản nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội, gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Đây cũng là những vi phạm được xác định có trách nhiệm liên quan của ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Bộ Chính trị vì thế quyết định thi hành kỷ luật khiển trách các ông Trịnh Đình Dũng và Mai Tiến Dũng. Ban Bí thư cũng quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021, khiển trách Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với hai ông Đỗ Thắng Hải và Hoàng Quốc Vượng. Trước đó, tại kỳ họp thứ 35 diễn ra trong các ngày 10, 11 và 19 tháng 1, thực hiện kết luận tại kỳ họp thứ 34 đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét trách nhiệm xử lý kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét trách nhiệm xử lý kỷ luật với các ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trịnh Đình Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Các cá nhân bị đề nghị kỷ luật còn có ông Đỗ Thắng Hải, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Hoàng Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi Đảng các cá nhân: Đặng Công Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính; Nguyễn Danh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Mua bán Điện; Nguyễn Hữu Khải, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kinh doanh Mua điện, Công ty Mua bán Điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Trần Quốc Hùng, Phó Trưởng phòng Cấp phép và Quan hệ Công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương. Cơ quan kiểm tra quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Đức Quân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương. Bên cạnh đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo nhiệm kỳ 2017-2020, Đảng ủy Cục Điều tiết Điện lực nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ vụ thị trường trong nước các nhiệm kỳ 2015-2017, 2017-2020, 2020-2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Các ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; Trần Duy Đông, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu; Phương Hoàng Kim, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững; Võ Văn Quyền, nguyên Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương; Nguyễn Vũ Quang, Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ; Dương Quang Thành, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Trần Đình Nhân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.